Bây giờ chứ rửa hai ba nước, rửa hai do hai ba nước rồi chứ hả, lấy nước cơm. Chứ thấy bữa hổm em mua cái kem kia kìa, em sức dễ mặt em nám hết trơn. Rồi em đang tàn nhang, thì hồi đó giờ mặt mình tàn nhang thì có tàn nhang thôi, không có nám. Rồi cái chứ thấy thấy người ta sức đẹp, cái mình hỏi mình mua á, người ta sức đẹp còn mình sức về, chờ em sức mấy ngày gán cái lên cục này nè, chứ lên rồi nè, đừng để cho nám mặt đó. rồi em nghỉ sức rồi Biết đó. không, này là đen dễ nè, như đen nè, hồi nãy đi đâu đi đám thì mình tha kem tha phấn dồi lên, chứ để cái mặt nám nó mất tự tin lắm, nên đừng có xài tẩy gì hết á. Bây giờ chỉ nè, Làm gì? cái mức cá của mình xay làm xay gì xay cắt ra xay sức lên thôi, em làm biến hết chứ.